chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc Miêu và Cún Miêu Ta và Khỉ. Đây là cún. Cún đang ngồi trong nhà. Bỗng nhiên có ai đó có gõ cốc cốc cốc. Cún ra mở cửa. Cậu nhìn thấy ai đó toàn thân vàng khè. Cún hỏi: Ai các bạn? Anh em mình xin quay lại nhá, từ đầu nhá. Quay lại từ đầu nhá. Muốn hỏi ai đây? Ai đấy? Thì ra là Miêu. Miêu ta vàng khề. Đầu Miêu màu vàng. Bộ lông quả cậu cũng màu vàng. Hai cánh tay và đôi bàn tay của cậu cũng nhuộm vàng. Miệng mu vàng. Miêu vàng. Mũi miêu vàng. Mũi miêu vàng. Mắt miêu vàng. Tai miêu cũng vàng. Nốt uốn ngoạc nhiên hỏi: Sao người cậu lại vàng thế? Miêu bảo: Tớ cũng chẳng biết nữa. Cún lại hỏi: Cậu đã đâu vậy? Miêu đáp: Tớ ở trường. Cún tiếp tục: Trường nào cơ? Miêu nói: Tớ ở trường làng ấy. Cún tò mò: Cậu ở trường lúc nào? Miêu trả lời: Tớ ở trường sáng nay. Cún hỏi tiếp: Thế cậu làm gì ở trường? Miêu bảo rằng: Tớ ngủ khi tôn cuốn. Thắc mắc: Cậu áo ngủ ở trường á?
thấy cậu ở đâu? Miêu giải bày tớ ngủ ở sau trường. Cún nghĩ ngợi rồi viết gì đó lên một tờ giấy. Đối tượng Miu đã điểm trường làng vị trí sau trường. Thời gian sáng nay hành động ngủ lý do nhìn vô. Sau đó Miu kể tớ không ở trường một mình, còn có một người khác ở nữa ở đây. Muốn hỏi ai cơ? Vai con đáp ở trường khi đó. Miu đáp lại. Cuốn hỏi tiếp, thế vai con đã làm gì? Miu ngấm ngấm nghĩ, vai con đã sơn. Cuốn gặp hỏi vai con gì? Vai con sơn gì vậy? Miu nhớ lại lúc ấy voi con đang sơn trường. Cuốn tò mò, voi con sơn trường như thế nào? Miu kể voi con sơn tường bằng một cây chuối lớn. Chuối chuối lớn meo mim im lặng nghỉ ngơi. Sau đó cậu nói, giờ thì tớ biết lại tại sao tớ lại định dính màu vàng khắp rồi. Miu và Cún cũng tới cùng tới trường. Voi con vẫn đang sơn, cậu sơn màu vàng cho ngôi trường của mình. Voi con sơn lên mọi thứ cả trường và cả Miu nữa. Tạm biệt Miu và tạm biệt Cún, tạm biệt voi con. Bye bye, mình hết chuyện nha.